nhà tài trợ xin đề nghị đồng quan nghênh. Thì cùng đi theo đoàn trên dưới cũng trong gia tộc thì khoảng 10 người, đề nghị chúng ta đồng quan nghênh chung. Còn về phía ban trị sự, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Huy Hoàng, trưởng ban trị sự hôm nay, người đó chính là tôi. Dạ xin chân thành cảm ơn. Cùng đơn vị tài trợ nhà đại đoàn kết của cô Cẩm Mỹ hôm nay được sự quan tâm của Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhân Trạch và Mạnh Thường Quân về hỗ trợ nhà cho hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Phú Mỹ. Hôm nay ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Ủy ban dân xã Phú Mỹ và Mặt trận xã là làm lễ trao nhà đại đoàn kết cho hộ của bà Nguyễn Thị Chính là thuộc tổ 6 ấp Trà Phô xã Phú Mỹ. Là về phía thành phần dự hôm nay, về phía lãnh đạo huyện là có bà Lý Phạm Ly, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Về phía lãnh đạo của địa phương là tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Trần Công Định, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ. Và hai là về phía đơn vị tài trợ là có bà Nguyễn Thị Thu Em, là biệt danh là cô Năm Nhất Nương, là đơn vị tài trợ. Và đi cùng cô Năm Nhất Nương là có ông Lê Văn Sơn và những tham gia cùng đoàn là của cô Năm Nhất Nương là đến dự lễ trao nhà đại đoàn kết hôm nay. Về phía đại diện gia đình được trao tặng nhà đại đoàn kết hôm nay là có bà Nguyễn Thị Chính là chủ nhà là hôm nay được nhận nhà đại đoàn kết hôm nay. Về nội dung là thứ nhất là mời cô Năm Nhất Nương là có lời phát biểu của đoàn tài trợ. Thứ hai là đại diện gia đình mời chỗ chị Chính là có đôi lời cảm ơn đối với đoàn tài trợ của hôm nay. Và phần cuối cùng là có chỗ lãnh đạo mặt trận huyện và cũng ủy ban xã là có đôi lời phát biểu cảm ơn đối với nhà tài trợ. Là để đi vào chương trình chính mời cô Năm Nhất Nương đại diện cho đoàn tài trợ nhà đại đoàn kết hôm nay có đôi lời phát biểu mà xin cô hãy nói cô ngồi đi, cô ngồi đi, ngồi trao đổi được rồi đi mẹ đứng đi cái này sững chút. Nam mô Di Đà Phật. Thì hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 cũng năm 2024 là âm lịch, thì cô hồi sáng giờ cô cũng đi ăn khánh thành cây cầu cũng trong cái huyện Nhân Thành. Thì bây giờ xong cây cầu tới đây cô sẽ bàn giao 4 căn nhà. Căn đây là căn thứ nhất. Thì qua cái sự cô mà được biết ở trong cái tỉnh Kiên Giang huyện Nhân Thành này đó, thì cũng do là trưởng ban di sự của chú Quy Hoàng thì mới được biết ở trong cái huyện của mình, trong huyện Nhân Thành, tỉnh Kiên Giang. Thì qua cái sự biết thì chú Quy Hoàng có giới thiệu với cô là ở trong cái địa bàn của huyện này cũng có nhiều xã rất là khổ, cũng rất là bà con có người rất là khó khăn, nên là chú Quy Hoàng giới thiệu nên cô đi khảo sát cái căn nhà này. Cũng nói chung là cắt cũng lâu rồi, vô ở lâu, nhưng mà tại vì cô chờ cái cầu á cho nó xong một lượt để cô đi bàn giao, tại vì cô ở hơi xa. Đây về tới chỗ cô cũng 60 số. Thì hôm nay là căn này căn đầu tiên ở xã Phú Mỹ nè ha. Phải không? Phú Mỹ. Dạ, xã Phú Mỹ ấp Trà Phô. Thì huyện Nhân Thành, tỉnh Kiên Giang. Thì cái căn đây là căn thứ nhất. Thì lúc mà cô đến đây khảo sát thì thấy ông xã của cô này là tiêu bệnh. Thì cô là tiến hành là cắt cái nhà này trước nhất, nhưng mà không có may là mấy hôm sau rồi chú qua đời. Đó. Thì cô thấy cái hoàn cảnh khó khăn là cô
đồng ý liền, cắt cái căn nhà đầu tiên liền. Cô hứa liền, còn mấy căn kia rồi cô thấy còn, bà con còn thấy nhưng đỡ được, mà thấy cái chú đau nhiều mà cái nhà thì nó dột. Nên là cô có phát tâm là cắt cái căn nhà này trước nhất. Nhưng mà chẳng may chú không có được hưởng, thì cũng chia buồn với cô. Nên là cô còn rất là nhiều, thiếu nhiều. Nhưng mà vì tấm lòng từ bi nên cô không có kèm được cái lợi năn nỉ quá, cô thấy cô hứa luôn. Cái lợi thấy năn nỉ quá cô hứa luôn, cắt giết cái cô Lâm nợ. Bây giờ trong 4 căn nhà này đó là 120 triệu, mà cô mới được có 56 triệu, mới có nửa giá tiền. Mà tại sao các bạn cũng hỏi tại sao mà cô có tiền cô cắt phải không? Thì vì đây là có cái chỗ bán kiệu cho cô mà không ai xa lạ, em ruột của cô. Nên nó thấy cô làm điều thiện nó bán kiệu. Nó cũng làm được thiện nữa. Rồi cô là cắt cho bà con khổ khảo năn nỉ cô, cầm lòng không đậu, cô cắt. Rồi sau đến mà các mình cũng có gửi cho cô đó, thì cô trả nợ đó. Nên là cô mới được cắt nhà nhiều vậy mà không có tiền mà vẫn cắt được. Có nghĩa là thiếu, mà thiếu đây là cái em ruột của cô. Nên là cô cũng nói với các mạnh thường quân thì cái năm nay thì kinh tế khó khăn, các mạnh thường quân cũng làm ăn cũng hơi khó khăn, nên là tiền cũng eo hẹp, gửi cho cô cũng không có như hồi ngoái năm kia, nên là cái gì nó cũng có hạn hết trơn á. Người ta gửi mình nhiều làm nhiều, rồi đến cái năm nay thì kinh tế làm ăn khó khăn, từ trong nước mình ở ngoài nước cũng vậy, chiến tranh rồi thiên tai nó đủ thứ, nên là các mạnh thường quân cũng làm ăn cũng hơi khó khăn, thì không có đủ tiền để gửi cho cô. Nhưng mà đợt này cô cắt như gì là cô lậm nợ, thì bây giờ để cô trả cái số nợ này xong rồi cô mới tiếp tục cô cắt tiếp. Thì cô cũng thấy trong cái huyện Nhân Thành mình cũng rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, thì nếu mà để cô trả được cái số nợ này rồi, nếu mà mạnh thường quân có gửi thì cô cũng tiếp tục đồng hành với chú Quy Hoàng và ở bí thư mặt trận của huyện. Thì hôm nay thì cô cũng nói bằng cái tấm lòng chân thật của cô để cho mạnh thường quân cũng hiểu biết vì lòng thương giúp đỡ cho bà con những vùng sâu khó khăn. Như sáng giờ mình đi thấy không, tuốt trong vùng sâu vùng xa không à, nên hôm nay thì cô cũng hồi hướng công đức này đến các mạnh thường quân của cô, và cô cũng chúc cho các mạnh thường quân được là ăn khăn thịnh vượng, và hồi hướng công đức ngày đến của quyền thất tổ của các mạnh thường quân của cô. Cô cũng chúc cho các mạnh thường quân làm ăn được thuận lợi, được phát triển lên để có tiền giúp cho bà con nghèo. Thì đó, cô cũng rất là cảm ơn các mạnh thường quân. Một lần nữa thì cô không biết nói cái gì để cảm ơn các mạnh thường quân của cô. Thì cô chỉ có cái thân này để đi làm nhiệm vụ, còn tiền thì cũng mạnh thường quân không. Chứ cô thì thật sự cô không có tiền đâu mà làm một năm mấy tỷ. Cô chỉ có cái thằng già này thôi đó. Nên là cô cũng rất là cảm ơn các mạnh thường quân của cô. Cô hồi hướng công đức này đến của quyền thất tạo, xin một lần nữa cô rất cảm ơn các mạnh thường quân của cô. Sau đây xin cảm ơn chỗ cô Năm Nhất Nương. Và sau đây mời cháu đại diện gia đình có đôi lời cảm ơn đến nhà tài trợ. Cô đứng gì đi. Cảm ơn tất cả đoàn từ thiện của cô Năm Nhất Nương. Cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã đến đây trao giải gần nhà cho con. Thật sự là con rất cảm ơn nhiều chút. Các trong nhà ngoài, các mạnh thường quân trong nhà nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe. Và con chúc cô Năm Nhất Nương được nhiều sức khỏe. Đồng định cứ đi về tới tôi. Rồi, cảm ơn cháu chị Chính đại diện gia đình. Rồi, sau đây kính mời đó đồng chí Trần Công Định, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỹ có đôi lời cảm ơn nói vậy. Kính thưa đồng chí Lý Hòa Ly, phó tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của huyện Nhân Thành. Kính thưa cô Năm, với chú Sơn cũng như là các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng với mặt trận cũng như ủy ban trong cái suốt quá trình chiều qua, việc là hỗ trợ trên địa bàn cho xã Phú Mỹ thì
một cây cầu trị giá 250 triệu và một căn nhà hôm nay thì chúng ta bàn giao. Thì địa phương cũng là rất là mừng, rất là mừng là các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong ngoài nước đã cùng đồng hành và chia sẻ giúp cho địa phương, giúp những cái hộ dân trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn có những ngôi nhà được ở trang trang như là đảm bảo được cái mưa nắng cũng như những cây cầu mà để cho người dân thuận tiện giao thông đi lại trên địa bàn của xã. Thì địa phương rất là mừng, cũng là cảm ơn đối với mạnh thường quân cũng như là cô Năm với chú Sơn là cùng với địa phương là đồng hành cái quá trình trong thời gian qua. Rồi nhà thì hiện nay bàn giao thì cũng mong chỗ gia đình cố gắng là bảo quản, cố gắng là giữ gìn và đầu tư thêm để cho cái ngôi nhà mình được hoàn thiện hơn cũng như là sử dụng lâu dài hơn, và đặc biệt là không nên mà phủ nhận cái lòng hảo tâm của mà các Phật tử cũng như là các mạnh thường quân để mình bảo quản, thì mình không nên săn bán hoặc là chuyển nhượng cho người khác để mất đi cái ý nghĩa của cái đơn vị từ thiện người ta. Do đó thì địa phương cũng cùng với gia đình cũng như là cố gắng làm sao mà tiếp tục đồng hành để mà mình chăm lo, mình tiếp tục mình cố gắng là mình phát triển nhiều hơn đối với các gia đình được mà chăm lo hôm nay. Thì thay mặt địa phương cũng xin chúc cô Năm như chú Sơn cũng như các mạnh thường quân trong ngoài nước tiếp tục được nhiều sức khỏe, cùng đồng hành địa phương là để tiếp tục chăm lo những cái hộ còn khó khăn nhiều hơn, những hộ khác, để làm sao mà cố gắng giúp địa phương là xóa những cái nhà ở không đảm bảo cái tiêu chí ba cứng, đảm bảo làm sao mà địa phương ngày càng phát triển đi lên cũng như là giữ vững được cái nông thôn mới. Những cái tuyến đường, những cái cầu cũng chưa được đảm bảo thì cũng mong nhà tài trợ cố gắng tạo điều kiện là tiếp tục quan tâm nhiều hơn để giúp cho địa phương có những cái cầu cho bà con mình thuận tiện trong quá trình đi lại cũng như là học sinh đi học trên địa bàn của xã Mỹ. Cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các đồng chí cũng như cô Năm với chú Sơn và cả mạnh thường quân trong ngoài nước đã đồng hành cùng với địa phương. Xin cảm ơn. Cảm ơn các đồng chí Trần Thanh Bình, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ. Tiếp theo kính mời ông Nguyễn Duy Hoàng nói lời phát biểu. Kính mời. Đừng kê bả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Thì kính thưa chỗ bà Lý Thùy Phò Ly, phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhân Thành. Thì kính thưa chỗ Định là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ huyện Nhân Thành, thì cũng như các anh em trong đơn vị của xã Phú Mỹ. Thì kính thưa cô Năm Nhất Nương, kính thưa chú Sơn với toàn thể chư quý vị, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đi trong đoàn ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 âm lịch, thì cũng như đại diện chính quyền mặt trận Tổ quốc huyện Giang Thành nói chung, là như ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Khánh Hòa cũng như bà con trên địa bàn của huyện Giang Thành hân hoan được tiếp nhận sự hỗ trợ giúp đỡ của cô Năm Nhất Nương, nhất là trong cái thời gian qua đã hỗ trợ mấy căn nhà vừa qua, như ngày hôm nay thì cô cũng đã hỗ trợ cắt được một cây cầu của cầu khu Tút Hai, ấp Trần Thệ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Thì trên địa bàn xã Phú Mỹ cô cũng hỗ trợ thêm một căn nhà, thì thực tế là đương bàn giao đây, và thêm Tân Khánh Hòa là mấy căn đó. Thì đại diện cho bà con của tất cả chúng ta, thì trước tiên thì gửi lời cảm ơn cô Năm Nhất Nương cùng toàn thể trong đoàn và các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã quan hỷ chia sẻ yêu thương đến bà con huyện Giang Thành. Kính thưa quý vị, huyện Giang Thành là huyện biên giới xa xôi giáp ranh biên giới Campuchia, bà con rất thiếu thốn sống gì vật chất tinh thần, quan trọng nhất là chỗ nhà ở. Thì cũng có bà con người dân tộc Khmer thì đa số là sống nhờ ở đậu bà con, và thậm chí có người phải che liều che chanh đó. Thì ngày hôm nay thì chỗ cô Năm Nhất Nương thì con cũng xin chuyển lời cho tất cả quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước rất đồng tình và quan hỷ và chia sẻ yêu thương tới bà con huyện Nhân Thành trong năm xã. Giang Thành huyện Nhân Thành là có năm xã, thì cũng đề nghị cô Năm Nhất Nương đồng tình với các mạnh thường quân là hỗ trợ tiếp tục 10 căn nhà đại đoàn kết, một xã như vậy là 2 căn tiếp tục để hỗ trợ cho bà con trong năm nay chia sẻ cái nặng tiếp. Cô cũng rất là mong như vậy đó. Dạ, để cho bà con có được căn nhà mái ấm thân thương, yên tâm để mà sinh hoạt trong cái cuộc sống, và cũng yên tâm cho con cái cấp sách đến trường, học hành đến nơi đến chốn. Thì một lần nữa thay mặt cho tất cả bà con nghèo được nhận nhà hôm nay,
thì chân thành cảm ơn chỗ mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhân Thành đã tạo điều kiện cho bà con được một căn nhà mái ấm. Thì cũng gửi lời đến cô Năm Nhất Nương đã chia sẻ gánh nặng cùng bà con nơi đây. Và cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã đồng tình hỗ trợ về đây cắt những căn nhà. Chúc cho toàn thể quý vị, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân của chúng ta được nhiều sức khỏe và thân tâm được an lạc và thành công trong công việc của mình. Và nếu như có công đức thì xin hồi hướng công đức này cho các vị mạnh thường quân, nhất là tổ tiên, ông bà, cha mẹ được triển khai về cảnh giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Nếu như còn sống á, thì đoàn kết thương yêu lẫn nhau như con một cha. Nếu như thác á, thì được về cảnh giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Dạ xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn cho Nguyễn Văn Hoàng. Sau đây kính mời cô Nguyễn Nhất Nương đại diện đoàn cô Năm Nhất Nương là đại diện nhà tài trợ nên trao bản nhà đại đoàn kết cho chỗ hộ Nguyễn Thị Chính và cùng rồi qua đó đi. Sau đây cũng kính mời chỗ mặt trận huyện và ủy ban dân xã tặng quà luôn. Tặng quà này của ai tặng luôn? Tặng quà để chúc cho ông thân quý tôi đi. Đứng vô. Rồi đúng rồi đó, đứng vô đây. Đem hết mặt ra gì đó chút. À đúng rồi, chính xác. Chỉnh rồi. Nhìn điện thoại con mẹ. Rồi. Rồi, thư ký ấy trao quà qua đây. Ê, chị, qua đây nó nghe. Dạ ơi, rồi. Rồi cho chàng giơ tay luôn quý vị ơi. Chụp ngang. Máy chạy chậm mới làm gì đó. Đi vô xem nhà ha.
Đây bà con có nuôi bò nữa nè quý vị ơi. Nuôi bò ngay cửa nhà luôn nha. Mời quý vị cùng vô. Chú bê con. Bò đá giữa nhà luôn quý vị, cứ bò hai bên luôn. Bà con mình nếu mà dân tộc hay gì á, bà con dân tộc thì hay như vậy đó quý vị, nuôi bò. Thì khi nuôi bò để trong nhà nữa. Bởi vì đa số bà con dân tộc nhà nghèo là vậy. Cái nhà kia chẳng có chẳng ra hả? Đứng này đây hả? Đứng này hả? Đứng này đứng đi từ thiện hả? Đứng từ thiện. Nhà cát đây. Còn đáy gạch tới trong đây chưa lót phải không? Chưa. Ừ. Đây nhà đây. Nhà đây quý vị. Đây cát. Đây nhà của bà con nè. Nhà này hơi tối hơn quý vị ơi. Tại vì cũng đẹp chứ mà này. Cũng đẹp. Ở trong thì chưa lót gạch thôi. Nhà nghèo chưa lót gạch. Gạch rất chưa kịp. Chưa kịp lót. Dạ đây, gạch còn đây. Chỉ lót mới sàn ba trước tí xíu rồi quý vị. Nhà thì cũng khang trang đẹp nha quý vị, xây tường luôn nha, làm cửa đâu nè. Ừ, nửa dán gạch lên là nhìn sang trọng lại à. Rồi, đi chợ con đó mặt trận nó vô. Mặt trận nó đưa chạy vô. Đứng luôn. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì hôm nay ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024 mà sáng giờ thì cô Năm cũng đi ăn khách thành cây cầu, ở cũng ở huyện Nhân Thành. Rồi xong bàn giao một căn nhà, rồi căn này căn thứ hai thì cũng nằm trong cái huyện Nhân Thành nhưng mà khác xã. Thì bây giờ sáng giờ cô đi cũng đuối rồi, mệt rồi. Thôi bây giờ cô cũng đọc cái danh sách ra Mạnh Thường Quân gửi cho tiền cho cô để mà cô bác cây cầu cái 3-4 căn nhà này đó. Thì sáng căn dần căn này nó hai ở trong vùng sâu vùng xa lắm quý vị ơi, bà con cô bác ơi, là Mạnh Thường Quân của cô đi mà rất là xa, cô đuối luôn. Bây giờ cô cũng đọc danh sách các Mạnh Thường Quân của cô nha. Là Đê Đức Thành ở Sài Gòn 500.000, con của chị Diễm Thí ở Thành phố Hồ Chí Minh 2.000.000 ở Tân Châu, con của Diễm Thí ở Tân Châu. Rồi Trần Thị Thạch 1.000.000 là không có nói ở đâu, hậu hướng cho của Bình Thất Tổ. Chị Châu ở Đồng Nai 1.000.000, Bổ Dân ở Thành phố Hồ Chí Minh 2.000.000, Trần Thị Đèo Trà Vinh 200.000, con Diễm Thí ở Thành phố Hồ Chí Minh là cũng như là con có Diễm Thí Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà nó ở Tân Châu, cũng con có Diễm Thí nữa 2.000.000. Cô Thoa Đồng Nai 2.000.000 ở kênh Dương Cầm, Lợi Dương Thành phố Hồ Chí Minh 2.000.000. Chị Thanh ở Hà Tiên 1.000.000, Nguyễn Diễm Anh Thư con của Diễm Thí 10.000.000, Trần Bình ở Phú Quốc 30.000.000, Lê Viết Thanh ở Thành phố Hồ Chí Minh là 3.000.000, Nguyễn Thị Hừng 3.000.000 ở Đồng Tháp, Quỳnh Thị Mỹ Linh, Quỳnh Thị Mỹ Tiên, hai mẹ con ở Pháp là 2.000.000. Thì tổng số tiền các Mạnh Thường Quân gửi cho cô được 56.000.000, mà trong này cô cắt 4 căn nhà lận mà các Mạnh Thường Quân ơi. Cô cắt 4 căn nhà mà tổng số tiền có được có 56.000.000 à. Mà tổng số tiền cái 4 căn nhà đó là 120.000.000. Mà cô mới được có nửa đường à, mới đi cái nửa đường à. Nên là cô là cũng là vì cái lòng từ bi thấy bà con trong vùng sâu vùng xa khó khăn quá,
nên là cô cũng động lòng, cô cũng cắt luôn. Nó năm nay thì cô cũng nói lên để các mình luôn có ủng hộ cho cô, thì cô trả cái số vốn này rồi thì cô cũng còn cắt tiếp tục cho bà con ở huyện Nhân Thành cũng yêu cầu cô hồi nãy trong cái cô mà phó ban phó chủ tịch mặt trận huyện Nhân Thành đó cũng có yêu cầu cô cũng tiếp, bây giờ còn rất nhiều nhưng mà cô cũng nói là khi nào cô trả nợ này xong thì cô mới tiếp tục giúp cho bà con, chứ không lúc nào mà cô có tiền mà cô bỏ. Cô trừ ra cô không có tiền thì cô mới là đành ngó lơ, còn có tiền thì cô giá nào cô cũng phải lo giúp cho bà con nghèo đó. Nên là hôm nay cái căn đây là căn thứ hai thì các mạnh thường quân gửi cho cô đây, thì cô cũng rất là cảm ơn và cô hồi hướng công đức này đến của quyền thất tổ các mạnh thường quân, và chúc cho gia đình các mạnh thường quân được là an khang thịnh vượng, làm đâu được đó, dù ở nước ngoài nước trong cô vẫn là quý, cô vẫn tôn trọng, vì cô quý tôn trọng nhất là cái người Việt Nam mình mà đi xa quê hương, ở một nơi xa rất là xa mà cũng vẫn nhớ về quê hương đất nước của mình, vẫn nhớ đồng bào của mình, vẫn nhớ người nơi chôn nhau cách cúng tổ tiên ông bà mình, mới gửi tiền về để giúp cho đồng bào của mình trong nước Việt Nam, là cô rất là quý những cái mạnh thường quân đó. Dù người Việt mình ra đi mà vẫn nhớ về quê hương. Quê hương là chùm khế ngọt nha, là lúc nào cũng phải nhớ. Nên là cô quý, rất là quý các mạnh thường quân đó. Cô chúc cho các mạnh thường quân người Việt của mình ra xứ xa, rất là xa, đi có thể là mấy ngày mới tới, mà vẫn nhớ về quê hương của mình và nhớ đồng bào của mình rất là nghèo khổ đó. Nên là cô rất quý, và cô cũng chúc cho các mạnh thường quân của cô được là mạnh khỏe, có sức khỏe và trên con đường tu tập được tiến lên, để sau này mình cùng nhau mình hiệp về với hội Long Hoa. Thì đây là chú này là Nguyễn Huy Hoàng, trưởng ban di sự xã Phú Mỹ, Tân Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, huyện Nhân Thành, huyện Nhân Thành. Cô quên hoài, bây giờ lâu lâu cô vô cô quên. Thì đây cũng nhờ cái sự, qua cái sự của chú Huy Hoàng này mà cũng như là hướng dẫn cô như biết trong vùng sâu vùng xa này, chứ thật sự là cô cũng không có đi nơi đây, cô cũng không có biết đó. Thì chú ở đây thì trưởng ban di sự thì cũng biết trong cái địa bàn mình người nào nghèo khổ thì chú chỉ dẫn cho cô, thì cô cũng xác minh đâu đó rõ ràng rồi cô mới cắt đó. Thì trong cái huyện Nhân Thành là tổng cộng được 4 căn nhà đó, thì hôm nay cô đọc danh sách rồi. 6 căn rồi. 6 căn hả? 6 căn rồi. Ừ, hôm trước mình giao rồi. Giao rồi. Còn 4 căn này mình đang giao là tổng cộng là 6 căn. Coi như từ đầu giờ là cô cắt trong cái huyện này 6 căn. Hôm tháng trước thì mình bàn giao 2 căn, còn đợt này mình bàn giao 4 căn. Dạ, là 6 căn. Là tổng cộng 6 căn. Dạ. Thì qua cái sự giúp đỡ của chú Huy Hoàng, trưởng ban chi sự, thì giờ chú Huy Hoàng có đôi lời để đưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì sau những lời của cô Năm thì nói tặng đáy lòng của mình đối với tình thương mến thương đồng bào dân tộc của chúng ta, cũng như câu tất cả tấm lòng vàng trên khắp nẻo quê hương, hỡi tất cả những trái tim đang mang dòng máu Việt, tạo hóa đã sanh ra mỗi người một số phận. Thì như cô cháu mình, như tất cả bà con đương sống trong cái thời sung sướng, nhưng mà vẫn không quên về quê hương đất tổ, nhất là đất nước Việt Nam của tổ tiên gây dựng nên. Quê hương của mình cũng những còn gia đình rất là khổ sở, nên bà con kiều bào, tất nhiên là bà con ở nước ngoài cũng dòm ngó về đây, máu mủ thâm tình ruột thịt cũng đã hỗ trợ về cho cô Năm, cũng như hỗ trợ cô Năm hỗ trợ lại cho bà con nghèo khổ trên địa bàn huyện Nhân Thành. Thì trong thời gian qua từ trước tới giờ đã là 6 căn nhà từ thiện với một cây cầu, với một cây cầu là trị giá cũng chèm chèm là cỡ 500-600 triệu trong cái thời gian vừa qua chỗ cô Năm nhất nương đại diện cho bà con là trong nước và ngoài nước để ủng hộ về đây. Thì sự ủng hộ đó thì cũng có sự bọc lót của nền gạch, như ngày hôm nay là giao như vậy là có những cái nền gạch của chú Hai, chú Hai Vĩnh, chú Hai Vĩnh Tô Châu cũng ủng hộ chú Hai Vĩnh Tô Châu
cũng đồng tình, đã cũng theo bước chương trình của cô Năm Nhất Nương là đồng tình để mà ủng hộ những cái căn nhà, rồi ủng hộ những cái gạch. Thì đầu tiên á, thì cũng thay mặt cho bà con nơi đây, cũng như bà con nghèo đã nhận được những cái phần gạch của chú Vĩnh Đô Châu, thì đại diện cho bà con trước tiên chân thành cảm ơn chú Vĩnh Đô Châu đợt này đã ủng hộ là 3 cái nền gạch. Thì xin mình cắt 4 căn. Mình cắt 4 căn. Nhưng mà cũng còn thiếu 1 căn, cũng hy vọng là chú Vĩnh Đô Châu thì tiếp tục ủng hộ. Thì thay mặt cho bà con nơi đây chân thành cảm ơn chú Vĩnh Đô Châu đã đồng hành cùng cô Năm Nhất Nương, cũng như chú Tư Sơn là ông Tía nuôi, đã tài trợ những căn nhà cho bà con đi được sạch đẹp, mát mẻ. Thì xin thành cũng kính chúc cùng gia đình được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý, và có bao nhiêu công đức xin hồi hướng cho củ quyền thất tổ thân tộc nội ngoại hai bên của chú, được nhờ ơn trên Đức Phật, Đức Thầy nghiêng cánh tay vàng rước sang linh hồn của củ quyền thất tổ được về cảnh giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Và cũng chân thành cảm ơn chỗ cô Năm Nhất Nương đã trong thời gian qua đã nhiệt tình ủng hộ cho bà con của xã Tân Khánh Hòa nói chung và huyện Nhân Thành nói riêng đã được 6 căn. Thì cũng hy vọng rằng bà con nơi đây trong huyện Nhân Thành còn rất là nghèo khổ, nhất là xã Tân Khánh Hòa, cũng hy vọng chỗ cô Năm tiếng nói kêu gọi tha thiết tới mạnh thường quân xa gần trong nước và ngoài nước đảo về đây để ủng hộ cho bà con tiếp tục có những căn nhà mái ấm thân thương, để cho bà con che mưa tránh nắng, yên tâm sản xuất và yên tâm để lo tu hành, để làm bổn phận của chúng sanh. Thì trước khi dứt lời cũng chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các mạnh thường quân cũng như cô Năm đây, chúc cho toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe, các nhà tài trợ trong nước và ngoài nước và củ quyền thất tổ được giảng sanh về cảnh giới an lành. Nếu như được còn ở trên dương thế thì đoàn kết với nhau, thương yêu lẫn nhau như con một cha, nhiều dắt dẫn nhau là con đường đạo đức, và thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý, thành công trong công việc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Để nói tiếp chương trình hôm nay, thì chúng tôi xin trân trọng đến buổi bàn giao nhà đại đoàn kết hôm nay thì có bà La Thị Thúy Ngọc. La Thị Thúy Ngọc là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Khánh Hòa đến đây cùng đồng hành cùng với đoàn cũng như đồng hành cùng ban sự. Mời quý vị cho đồng phát tay. Dạ, xin mời bà La Thị Thúy Ngọc có đôi lời trao đổi. Kính thưa cô Nhất Nương, cô Năm, cùng các đơn vị tài trợ chỗ Tân Khánh Hòa, thì kính thưa cô, thì cũng các nhà tài trợ, thì xã Tân Khánh Hòa cũng là một trong năm xã của huyện Nhân Thành là vùng biên giới. Hiện tại thì bà con đa số là sống chủ yếu là ngành nghề nông nghiệp. Thì bà con ở nơi đây thì nói chung là cái vẫn còn khó khăn về nhà ở cũng như sinh hoạt sống. Thì sinh hoạt cuộc sống chủ yếu là do cái nguồn nước hiện tại vẫn chưa được đảm bảo hợp vệ sinh, với lại nhà cửa của bà con mình vẫn chưa được đảm bảo ba cứng. Thì cũng nhờ các đơn vị tài trợ cũng như là cô Năm đã đến xã hỗ trợ được cho bà con ở vùng xã Tân Khánh Hòa được căn nhà khang trang sạch đẹp. Thì thay mặt ủy ban mặt trận xã thì cũng xin chân thành cảm ơn cô Năm với đơn vị, các nhà đơn vị đã hỗ trợ xã nhà. Nhân dòng cảm ơn ạ. Để nói tiếp chương trình thì đến phần treo bảng tượng trưng. Thì phần này xin trân trọng kính mời chỗ cô Năm Nhất Nương và bà La Thị Thúy Ngọc đến để mà treo bảng tượng trưng. Dạ, treo rồi. Đi lấy rồi. Hay là tặng quà trước, tặng quà đi, 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 tặng quà đi. Thì đến trao nhà đại đoàn kết hôm nay thì chỗ nhà cô Năm Đức Đương phối hợp cùng với ban trị sự cũng có những phần quà rất đáng quý và đáng trân trọng. Món quà tuy thô sơ nhưng gắm mát nghĩa đạo tình đời giữa cô Năm đối với bà con nơi đây. Thì phần này xin trân trọng kính mời ông Thơ Ký, tất nhiên là ông Nguyễn Ngọc Sử, với bà La Thị Thúy Ngọc, với cô Năm Nhất Nương, với chú Tư Sơn để lên tặng quà cho hậu gia đình. Rồi. Dạ. Vô rồi. Bà nha. Được rồi. Quá.
Đó, đi. Đó, được rồi, để chồng rồi đây để đây em để xuống đi rồi để gạt xuống đi con đây à chân cái bọc bánh ngọt ăn lấy thảo của đoàn của cô Đâm tặng rồi à dạ bà dẫn vô chị nhìn hai người dẫn vô dạ em đứng xích vô em đứng xích vô đi nha rồi đẹp ơi. Rồi xong thành rồi. Viên mãn. Rồi. Mình đi tiếp căn thứ ba. Mở cái đó. Rồi. Rồi. Mở phần đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Tôi tên Nguyễn Huy Hoàng, hiện là trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Tân Khánh Hòa, huyện Nhân Thành, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 âm lịch, cũng là ngày cô Năm Nhất Nương phối hợp với ban sự cũng như là chính quyền địa phương cũng như mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xã Tân Khánh Hòa đến để mà bàn giao, một là cây cầu ô tút, hai là đã bàn giao xong và cũng bàn giao tiếp tục bốn căn nhà đại đoàn kết, thì đã vừa qua cũng đã bàn giao xong thì căn nhà này căn nhà sau cùng là nhà thứ ba để trao trong cái ngày hôm nay. Thì về dự buổi hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là có một là đại diện chính quyền địa phương là có bà La Thị Thúy Ngọc là phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Khánh Hòa đề nghị quan ngân. Đại diện cho Mạnh Thường Quân thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là có cô Năm Nhất Nương, đại diện cho các nhà tài trợ xin đề nghị đồng quan ngân. Thì cùng đi theo đoàn trên dưới cũng trong gia tộc thì khoảng 10 người, đề nghị chúng ta đồng quan ngân chung. Còn về phía ban trị sự chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Huy Hoàng, trưởng ban trị sự hôm nay, đồng người đó chính là tôi. Dạ xin trân trọng cảm ơn. Chủ nhà đi rồi. Đây cũng kính thưa quý vị, thì đến đây trao căn nhà đại đoàn kết thì cũng vì sự cố xảy ra trong gia đình, đau thương mất mát của gia đình, người trong nhà có người thân đã qua đời nên đến đây giao thì không có chủ nhà được, thì cũng mong quý vị các nhà tài trợ chúng ta đồng thông cảm và đồng tình cùng gia đình đã gặp hữu sự. Thì kính thưa quý vị, để nói tiếp chương trình hôm nay xin trân trọng kính mời cô Năm Nhất Nương đại diện cho nhà tài trợ cũng như tài trợ chính trong chương trình hôm nay và phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời cô. Thì hôm nay là cũng vào ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024 thì sáng bây giờ thì cô có đi bàn giao là ba căn nhà. Đây là căn nhà thứ ba, còn một căn nữa là rất lợi trong sâu, xe của cô vô không có được mà đi phải đi xe Honda mà rất là xa lắm. Cái chỗ này là cảnh giặc này là quý vị bà con thấy nó rất là u minh luôn, là cô đi vô đây cô rất là sợ luôn, bỏ không biết về đường mà về luôn. Còn một cái căn nữa nó ở xa nữa nên là không có đi được. Thì rất bây giờ đến đây á thì đây là căn thứ ba, thì cô hồi sáng thì cô cũng ăn khánh thành cây cầu rồi và ba căn nhà rồi, còn một căn nữa thì mạnh quân cũng không cảm cho cô để cái chú Huy Hoàng này đó để quay cái nhà đó rồi gửi qua đây. Chứ bây giờ cô không có đi vô được, đi xe Honda mà đi không được nữa, là phải đi bộ đi gì mới vô tới cái nhà đó được. Thì như vậy thì các mình Quân vậy là chỉ là giao về ảo cho cái bản cô để cho chị luôn đi cũng cũng nhà cũng vậy đồng hành cùng cô để làm những việc như này. Cái chị hôm nay là đây là căn thứ ba rồi đó, thì những căn này là cô là kết thúc đi về, còn một căn nữa thì chú Hoàng dạ nói cho cô dạ dạ nha. Dạ không, mình đọc rồi nãy danh sách của Mạnh Thường Quân thì cô đã đọc rồi. Thì bây giờ thì cô cũng xin họp gửi lời cảm ơn các Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đồng hành cùng cô những năm qua rất đi là rất là nhiều gì để mà làm những cái thiện nguyện này. Thì cô Năm là một nhịp cầu yêu thương bắt từ Âu tới Nam, từ châu Âu đến châu Á là một nhịp cầu mà bắt rất là dài, từ châu Á, châu Âu mà phải bắt một nhịp cầu rất là dài để đem tình thương về cho đất nước Việt Nam của mình. Đất nước Việt dòng Nam tay, nói dòng tay nói dòng tay lớn là cũng con rồng cháu tiên, là cũng máu đỏ da vàng, dòng giống lạc hồng của chúng ta, nên là đất nước của mình là hùng vĩ, là một đất nước là hùng vĩ đại cường quốc của đất nước Việt Nam của mình, nên là cô rất là trân trọng và quý mến các mạnh quân của cô ở ngoài nước châu Âu, châu Á đều có gửi cho cô để làm những thiện nguyện này. Thì cô rất cảm ơn, là không biết nói gì hơn. Thì nãy giờ cô cũng
rất là cảm ơn rất nhiều rất nhiều. Thì bây giờ đến đây là kết thúc, thì cô cũng rất cảm ơn các mạnh quân một lần nữa, là cô cảm ơn các mạnh quân. Vô vô rồi. Nói là mình đi nhà chính quyền địa phương các nhà để nói tiếp chương trình cái buổi bàn giao nhà đại đoàn kết hôm nay. Thì kính thưa quý vị, đúng ra cũng có lời chân thành cảm ơn từ chủ nhà nhận được nhà hôm nay, nhưng mà gia đình nó có hữu sự thành ra không có nhà. Thì xin trân trọng kính mời chỗ bà La Thị Thúy Ngọc, phó chủ tịch mặt trận xã Tân Khánh Hòa, cũng có đôi lời để mà trao đổi với nhà tài trợ, cũng như lời chân thành cảm ơn nhiệt tình tận đáy lòng của mình. Xin chân thành mời bà. Thay mặt chủ nhà, kính thưa các mạnh thường quân, thì cũng nhờ sự quan tâm hỗ trợ của cô Năm cũng như là các nhà hảo tâm đã hỗ trợ chỗ gia đình anh Hiển một căn nhà. Thì nhờ căn nhà thì chỗ gia đình cũng tránh được được một nhà mà nắng nha, che nắng che mưa. Thì hiện tại cũng ngang nhà cũng được hỗ trợ khang trang. Thì cũng do cái nhà chỗ anh Hiển cũng có sự gia đình có hỗ trợ nên không có mặt hôm nay. Thì thay mặt anh Hiển thì bản thân cũng xin cảm ơn cô Năm, cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình anh được một căn nhà ấm áp để có Bèo ơi, lấy gạo với lấy cái bảng vô luôn đi, sẵn có mặt trận ở đây, mặt trận ấp đây này, giao cho mặt trận ấp luôn đi. Vô đây nè, tặng ở đây đi, gửi cho mặt trận ấp luôn đi, trao giao cho mặt trận ấp giữ. Giữ giùm cho dạ dày chị gì, dạ dày có người thân mắt, anh đã có nhà. Thì chân thành cảm ơn chỗ bà La Thị Thúy Ngọc, là phó chủ tịch mặt trận xã Tân Khánh Hòa, lời nói chân thành cũng như đại diện cho gia đình lời cảm ơn tặng đáy lòng của mình. Thì kính thưa quý vị, thì thời gian cũng có hạn và cũng có câu bầu ơi thương nhớ bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng, cũng đồng thời là đồng bào dân tộc máu đỏ da vàng với nhau. Thì những tình thương mến thương và danh sách vừa qua cô Năm đã đọc, bà con từ ở phương xa, thậm chí trong nước và ngoài nước, trong tỉnh và ngoài tỉnh và các nơi đã có đồng tình cùng với bà con, nhất là sự giao duyên cùng bà con của huyện Giang Thành. Dù xa xôi chưa biết huyện Giang Thành như thế nào, nhờ dùng đất phèn mặn chua chát các thứ, nhưng mà bà con đã đồng tình để gỡ những cái đồng tiền ủng hộ về đây đó, đồng tình cùng của Năm Nhất Nương để về đây ủng hộ cho cắt được các căn nhà rất là quý báu. Thì một lần nữa trước tiên tôi xin thay mặt cho bà con nơi đây cũng như thay mặt cho ban trị sự chân thành cảm ơn chỗ chính quyền địa phương là La Thị Thúy Ngọc đã nhín chút ít thì giờ quý báu và đồng hành cùng đoàn và đoàn từ thiện đến đây để mà trao nhà từ thiện. Thì chân thành cảm ơn chỗ cô Năm Nhất Nương và anh chị em trong đoàn của chúng ta được nhiều sức khỏe và thân tâm được an lạc. Thì không quên lời chân thành cảm ơn chỗ chú Hai, chú Vĩnh Tô Châu đã nhiệt tình đồng hành những bước chân vàng, những bàn tay ngọc, dưới chú Tư Sơn đã lót những cái phần nền rất là đẹp, rất là tuyệt vời cho bà con. Và đây đó, chú Vĩnh Tô Châu đó đồng hành cùng với chú Tư Sơn những bước đường bàn tay vàng và những bước chân ngọc ngà đến đây để mà hỗ trợ cho bà con. Thì chân thành cảm ơn chú và chúc chú cùng gia đình được nhiều sức khỏe và thân tâm được an lạc, thành công trong công việc, và chúc cho củ quyền thất tổ của chú được trấn chỉ về cảnh giới an lành. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ cũng như trong danh sách cô Năm đọc vừa qua, chúc cho quý vị cùng gia đạo chúng ta mà ngăn thuận lợi mùa năm nay phải thắng lợi cao hơn năm trước, và vẫn đồng nhớ và đồng tình tiếp tục ủng hộ về bà con huyện Giang Thành những căn nhà mới và những xuất quà tươi đẹp thân thương. Và chúc cho quý vị trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe và thân tâm được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì buổi bàn giao nhà và buổi ăn cánh thành cây cầu hôm nay thì cái bản đó bé ơi kết thúc, cái bản đó có cái bản chưa, đoàn của cô Năm đến đây thì cũng kết thúc để đi về còn làm phận sự cho bà con đây tới gầm, là cô cũng đi phát rất là nhiều nơi, đi phát cao quà phát gạo cho bà con cùng nhiều nơi nữa. Thì hôm nay là nhín thời gian cô lúc nào cũng bận rồi lo cho chúng sanh, nhưng mà
không có thời gian để nghỉ ngơi. Bữa nay đây mẹ mới về là cho ở chùa Thế Sơn của mình. Giờ ba chi sự thì chắn chị Tôn. Ba chi sự Tăng Khánh Hòa. Tăng Khánh Hòa. Để chú còn nói thêm cái nữa. Là đây là bữa nay hôm nay đó là cô bạn giao 4 căn nhà, một cây cầu Khánh Thành và ban chi sự của Quy Hoàng ở đây là 2 tấn gạo và 3 tấn quần áo. Đó, thì cô cũng hy vọng mong sao tới đây để các mình có hỏi cho cô nữa thì gặp đến đây, nếu mà có thì cô cũng đến để chia sẻ với bà con trong cái xã Khánh Hòa của mình một phần quà nhỏ nhỏ. Mà không biết có mà cô gửi gì cho cô hay không nha. Thì cái này cô nói thôi, nếu mà có được thì cô rất là đến đây để giúp cho bà con. Cô thấy cái cảnh này quá khổ. Năng còn bị da hèn ha, rừng gút không. Rồi. Vậy thì buổi bàn giao hôm nay cũng kết thúc. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, xin chân thành cô Năm đã nhiệt tình cũng phổ biến thêm những cái phần quà. Thì kính thưa chư quý vị, thì trong cái tháng 7 này á, thì hậu ngay á, bà con của chúng ta xã Tăng Khánh Hòa nói chung, huyện Nhân Thành nói riêng cũng rất hy vọng các tôn giáo cũng như các nhà tài trợ có những món quà thân thương gửi đến cho bà con nghèo của xã Tăng Khánh Hòa và huyện Nhân Thành. Thì cũng đây tôi cũng là Nguyễn Quy Hoàng, là trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tăng Khánh Hòa, cũng tha thiết nhu cầu thì chỗ cô Năm Nhất Nương cùng các nhà tài trợ khác thì rất đồng tình và nghiêng về, rất là ngoái về, nói chung là ngoái về của xã Tân Khánh Hòa để hỗ trợ những phần quà trong cái rằm tháng 7 cho bà con mình được những cái phần quà ấm cúng, một nắm khi đói bằng một gói khi no. Thấy vậy cho rất là vất vả, có nhiều cảnh gia đình đó như chỗ YouTube đã quay, cũng đã quay thấy cái Dương Cầm cũng đã quay những cái cảnh rồi, cũng đã thấy cảnh sự khổ cực. Đồng sâu nước mặn nào là cây tràm, nó rất là khổ sở bà con ở đây. Cũng hy vọng các nhà tài trợ đồng tình với cô Năm như rằm tháng 7 này hỗ trợ tiếp những phần quà quý giá và trên cái tinh thần cho bà con nơi đây. Và xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho YouTube. Dạ. Nếu quý vị khắp mọi miền đất nước nếu mà muốn xem kênh cô Năm thì phải đăng ký cái kênh Dương Cầm. Đăng ký kênh Dương Cầm. Yeah. Thì cô cũng chúc cho Dương Cầm để có những nhiều những việc để quay lên để mà đời sống được tươi đẹp. Dạ. Thì mình cũng chúc luôn. Con cô bác nghe. Nếu muốn xem cô Năm thì đăng ký kênh Dương Cầm 68 thì sẽ thấy cô Năm trong đó. Dạ. Chúc cho bà con mình xem được những cái đoạn video của Dương Cầm. Gia đình được hạnh phúc, dồi dào, sức khỏe, thành công trong công việc. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu sớm nói gọn mà đâu nè. Nước mặn đồng sâu mà. Làm cái hết đất cày lên sổ đá mà. Dừng cằm không nè. Làm cái đất cày lên sổ đá. Đất cày lên sổ đá. Cằm nè, không nè, về có mày miếng ruộng nào đâu nè. Áo anh chút chỉ mẹ già đi lấy gì đó. Thank you.